Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới và gây ra những tác động không nhỏ đến nền kinh tế nói riêng và từng doanh nghiệp nói chung. Một số doanh nghiệp lâm vào khó khăn, tạm ngưng hoạt động, thậm chí là phá sản. Nhưng cũng có doanh nghiệp đã tìm kiếm được cơ hội từ khó khăn, bản lĩnh vượt qua tác động của dịch bệnh và tiếp tục phát triển. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận 7 sản phẩm thương mại đặc trưng của thành phố, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Dược Bảo Linh có đến 5 sản phẩm. Ngoài sản phẩm chủ lực cao sò bắp, bạch hổ hoặc lạc cao, công ty mới phát triển thêm các dòng sản phẩm kem nghệ, kem gừng, thuốc xịt đuổi côn trùng, kem gót chân. Việc phát triển thêm các dòng sản phẩm mới trong thời điểm thị trường đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa là cơ hội để công ty tăng sản lượng và doanh thu. Cái sản phẩm của công ty nó có uy tín trong nước cũng như là thế giới, nên những cái đơn hàng trước thì vẫn duy trì. Cụ thể là doanh thu trong năm 2020 là 40 tỷ, 10 tháng đầu năm của năm 2021 là 42 tỷ. Thì năm nay dự kiến thì doanh thu có thể là tăng được 3-40%. Mặc dù phải sản xuất trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, nhưng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đạt khoảng 3.300 tỷ đồng, vượt 30% so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường nội địa có nhiều khó khăn, công ty hiện đang chuyển hướng sang xuất khẩu và đang chuẩn bị bước vào dự án nâng công suất sản xuất từ 600.000 lên 1 triệu lốt một năm. Với công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, đại dịch chính là cơ hội để doanh nghiệp tăng thị phần xuất khẩu, nhất là những thị trường khó tính như Mỹ và EU. Nắm bắt được cái tình hình của thế giới, trong đó cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng là một cái cơ hội để Indonesia phát triển. Cụ thể qua cái con số 9 tháng đầu năm của 2020 thì Indonesia xuất khẩu là 45%. Bước qua 9 tháng đầu năm 2021 thì cái tỷ lệ xuất khẩu của Indonesia tăng lên 55%. Thì phản ánh được cái con số đó cho thấy rằng cái việc mà nắm bắt cơ hội của việc đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu, Indonesia đã tăng trưởng cái thị phần xuất khẩu. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 10 tháng đầu năm nay, toàn thành phố có hơn 560 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, 2.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Nhưng ở chiều ngược lại, tính đến 20 tháng 10, thành phố cũng có thêm 2.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, đã có hơn 1.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thành phố cũng có thêm 18 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, 31 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 150 triệu đô la Mỹ. Với số lượng vốn bổ sung vào nền kinh tế lớn cho thấy sức hút, môi trường kinh doanh và cơ hội để doanh nghiệp phát triển vẫn rất rộng mở. Các doanh nghiệp đã chủ động rất nhiều và đã khắc phục được cái khó khăn trong cái hạn chế về cái chuỗi đứt gãy cái cung ứng hàng hóa do thiếu nguyên vật liệu để sản xuất cũng như là đầu ra cho xuất khẩu. Chính những nguyên nhân đó thì đã tạo nên cái sản xuất công nghiệp chúng ta đã duy trì được cái mức độ tăng trưởng dương. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng vẫn có thể thấy được những cơ hội để phát triển và cải thiện năng lực. Việc đẩy lùi được dịch bệnh giúp thành phố trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, điểm đến tiềm năng an toàn cho những dòng vốn đầu tư mới.